Hello mọi người. Chào mọi người, Thảo đang mời một người vào nữa. Đợi hâm một xíu. Thảo sẽ mời một người vào nữa. Không biết lần trước Thảo mời chị Phương Anh như thế nào ta? Hello mọi người. Người như thế nào ta? Chị mời Luna Kiều Loan nhưng mà chị không biết cách mời như thế nào. Đây, vô rồi kìa. Là sao mày? Là tao gửi lời mời cho mày để nó hiện qua mày hả? Tao không biết, tự nhiên tao thấy nó bảo là Ngọc Thảo đang mời bạn livestream gì đó, nó kêu là chấp nhận livestream chung với Ngọc Thảo, xong rồi tao ấy cho tất cả mọi người, trời, nó với Chào Thảo tất cả Quỳnh. mọi người. Mọi người đợi mình nãy giờ đó. Nhiều người comment lắm, kêu là chị ơi chị livestream cùng với chị Luna đi. Mà Mà Luna khó mời lắm á. đó là do Thảo với Loan là cũng bằng tuổi cho chắc là xưng mày tao cho thoải mái. Tại bằng tuổi mọi người cũng khá là thân nữa, cùng một team quản lý nữa. Đúng Rồi không? tao tìm một cái filter nào đẹp Không. coi. Chứ đây mặt tao trắng bóc mà mặt mày nữa. Tao không biết. Ôi. Thôi vậy thôi. Mày. Cho tất cả Ủa, mọi có bông người. nó nhiều vậy? Chào mọi người, có bông nó nhiều vậy? Rồi mày, nhà tao như cái quầy, đi nè mày ngó coi, như cái quầy gấu bông vậy, một ề vậy Mua hả? Hay fan nè. tặng? Tao mua. Tao có bông cũng nhiều, tao chỉ có một hình thôi. Hình thỏ hả? Đúng. Không, mày thỏ mày có hình tao. Chị ráp đi ạ. À kìa. Trời ơi, mọi người, từ từ bình tĩnh mọi người. Để đông đông cho cách đây 30 phút là Thảo mới nhận cách đây 1 tiếng là Thảo mới nhận được tin của Luna và Thảo đang để mà mình lập tức đi make up liền đó. Trên đường đi diễn về thì Lona đã phải gọi cho Thảo bảo là mày make up đi, tao đi diễn về trễ sợ không tắm gội sạch sẽ để đẹp với mày, cho nên Thảo bôi vào thêm. Trong khi buổi sáng mình đã nhắn tin Luna là Luna ơi tối tao để mặt mộc like nữa nha Luna. Ok rồi, xong phút 90 một cái không, chị không ăn bánh tráng đâu nha, mặc dù chị rất là thèm mà chị không có ăn được đâu em. Thèm bánh tráng quá mày, thèm bánh Ê, tráng. mẹ tao đi diễn đó, mày coi chưa? Anh Phong Tao gửi không, ôi tao không có còn tát tao vô tên tao nữa, mày. không còn tát nữa, rất ghê á, thèm ghê mày. Mình thèm bánh tráng lắm. Anh Kiệt á, anh Kiệt tao nít á, anh gửi bánh luôn. Bánh gì không? Bánh bông lan. Bông lan hả? Ừ, thùng bánh bông lan và bánh xin á. Sao bánh nè? Cho tao đi mày. Bánh phồng tôm Thái Lan nha mày. Thái hả? Ăn Ủa? à lắm, có gói sốt, như gói sốt mì gì á, sốt sệt sệt Rồi rồi, tao biết tao biết. Rồi mày sắp lên mày ăn đúng không? á. Không, tôm sắc. Mày chấm hả? Hay là mày mày ăn không vậy? Ăn không luôn. Ăn không luôn, ăn không quen. Ăn không quen cái tao không ăn được. Bé Thỏ về Việt Nam dắt em bánh tráng kìa. Chị nhắn tin tao rồi đó. Thì tôi gì vậy? Tao không biết, tao tao đang kiếm cái filter nào cho nó bớt ảo. Mình nên bật đèn trong phòng lên. Cho bướm bay. Không, hai chị thân nhau khi mà chị đăng quang á hậu, lúc đó mới cơ hội gặp Lona để mà thân đó mọi người. Quay xong rồi mới 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 biết mà thân á. Thiệt, Ừ, nhưng cũng dễ thân cho nên nói chuyện xíu cái là thân liền. lại bằng tuổi nữa, bằng tuổi tôi gặp nhau cái là thân à. Mà điên như nhau á. Ê, bướm bay đầy đầu tao mày. Ông lan được 3 người ha, tao mời bà Phương Anh vô nữa. Phương Anh.
Vui lắm nè, trời đất ơi. Mọi người có thấy cánh bướm vối vàng không? Không, Mày không thấy kênh. Sao cái Mày màn hết hình của mày có tối quá hết à? mày ta? Gì? Ê, tao thấy được mày rồi, tao trắng bóc luôn. Mày thấy Ê, không? tao cách ly 5 ngày. Mày nhìn da tao đi. Tao cách ly Mà 5 ngày. Trắng không? trắng. Tao thấy được trắng lắm. Ủa trắng. Trắng Ủa. thiệt. Thấy tự Ghê. nhiên tao vô. Da mày phát sáng luôn rồi. Ừ, 10 ngày nữa tao phát sáng luôn, đúng định phát sáng luôn. Đi phát sáng Đó. ở đâu? Đi phát Gì? sáng ở đâu không? Gì? Hiểu không? Hiểu không? Tắt tèo một cái. Chào tất cả mọi người, đi giới thiệu lại. Mình tên là Nguyễn Hà Kiều Lan, năm nay mình 21 tuổi, mình là Miss Grand Việt Nam 2019. Chào tất cả mọi người, mình là Ngọc Thảo, năm nay mình 20 tuổi. Bây giờ chưa tới sinh nhật của mình và mình là Miss Grand Việt Nam 2020. Chị Luna gắp chửi em đi chị. Oh my Trời god. ơi, ngược. Trời ơi, ngang ngược em ơi. Hồi Trời sáng á, hôm qua live stream đọc được cái comment, chị Thảo ơi chị chửi em đi, chị chà đạp em đi. Ủa? nè, không có. Không cho mình cơ hội luôn. Ừ, chị Luna ơi, chị Thảo ơi chị chửi em đi, chị chà đạp em đi. Là sao ta? Là sao ta? Tao không hiểu cho lắm là sao ta. Bà Thảo là bánh trôi, bà Loan là bánh mật. Là sao? Chị À, trắng. da bánh trôi bảy nổi ba chìm, mày trắng tròn tròn, còn tao tao bánh mật. Tao cũng muốn da ngâm lắm nhưng mà trong phòng sao ngâm được. Mày mình mở nắng. Hồi sáng tao đi test Covid lần đầu tiên. Ừ sao rồi, kết quả sao? Không có. Ê, lấy gì cho mũi hả mày? Ừ, giấy dịch ở mũi. Ủa tự nhiên Chị Thảo khóc đi ạ. À. chị Ngang ngược. Hết sức ngang ngược luôn. mọi người có yêu cầu gì nữa không, nói Ôi bánh. Làm sao? Sao mấy bé cứ khịa chị bánh tráng hoài ta? luôn chứ. Chị Thảo ơi, chị Luna ráp một bài chúc chị Thảo có một kết quả thật tốt đi ạ. À. Ráp một bài đi kìa. Thì mày, tao quà riêng tao ấy mày. Ồ, ta đem đăng tôi. Để nó bảo mày nhảy đi kìa, chị Chị chửi chửi. Mấy bé giờ này ngang ngược lắm. luôn nè. Thôi Ê mày, trên live stream ta nên xưng bạn hay xưng Thảo? không chơi. Livestream hả? Ừ. Ừ. Ấy là mày đang like với ai chứ? Nếu mà ra bình thường như vậy nè Thôi là mày nói nên ta bạn ha, bạn hay tin cái tên. tên. Ừ, ta sợ có nhiều người tuổi lớn á, mình xưng chị nó hơi kỳ. Xin tên đi. Ừ, xưng tên. Thảo. Ê. Giả bộ nín thở đi kìa. Cái hỏi câu hỏi ngang ngược ghê á. Hình như, ấy mấy cái livestream trước của mày có vậy không? Mà vô cái livestream tao make up mới tục. Tao thì tao có thấy đâu, tao coi tao make up gì nè. Hai bên ngồi cãi lộn. Ý chị ơi, chị. Ôi, chị ơi, mày ngồi đó mày kẻ cho bả đi. Ngồi đó mày kẻ cho bả đi. Kìa chị Luna cảm xúc khi đi thi kìa, ta cũng muốn nghe đó. Gì? Mày cảm xúc lúc mà đi thi á. Phấn khởi mày. Phấn Hồi khởi đó hả? tuy là xa à, cũng vất vả nhưng mà kiểu háo hức được lên sân khấu ấy. Em mà thường thường sáng mấy giờ dậy, tối mấy giờ về? Tao hồi đó thì tao đi liên tục ấy, cho nên là cứ mà buổi sáng thì tại vì tao ăn đồ ăn bên đó không được cho nên tao thường đặt pizza về. Xong rồi rồi cho nên tao ngủ trễ, rồi mấy cái đợt mà chuẩn bị quần áo cho ngày mai, xong rồi tao dậy từ mấy cấp nó lâu, cứ 3 4 giờ tao dậy. Một trung bình mỗi ngày tao ngủ được 2 3 tiếng. Oh my Cái god. ai mặc áo xanh phía sau lưng Luna, ai có con heo. Oh
Nè, Luna không sợ ma, các ma nó sợ Luna thôi. Ê, Ai nhảy nhảy. được ngày nào ra ngoài không? Ra ngoài hả? Hình như có một ngày được nghỉ là để đi cái trung tâm thương mại của Venezuela. Nhưng mà đi chút ép à, người ta cho thời gian mà tao ra tao ngoài, tao ăn xong cái hết giờ cha rồi. Thì họ tao muốn đi mua sắm ở đây ở Thái Lan mà. Ừ, ôi mày sướng quá vậy. Thích gì không? Tao mua về cho nè. Mua vàng cho tao đi. Việt Nam không có bàn hả? Không, Việt Nam tao thích vàng Thái. Gu tao là đồ Thái. gu trai Thái không? Có luôn nha. Xạo mày. Đi vào top 10 chị Luna cảm thấy sao? Chị còn không biết là chị được vào top 10. Xong rồi mày tới lúc mà tao tao thi xong ấy, tao nghe không có tao vào, cái tự nhiên cái đập tao top 10, tao đang mặc đồ trong trong cánh gà, xong rồi ta đẩy tao ra, tao còn chưa kịp kéo cái party áo nữa. Trời đất ơi, tao cò cò lên sân khấu nhận, cười muốn rớt nước mắt. Nhưng nhắc lại con rớt nước mắt. Hai chị đánh nhau luôn đi ạ. Mà qua đây. Qua Vào đây đây, mày. qua đây. Qua đây mày. Thế Qua tôi bên. đọc, đọc tên mày quá. Đọc Luna đi, tôi ngại đọc tên mày quá. Sao vậy? Tên má tao. Má mày cũng Đây. lên loa. Ừ. Tao ngại đọc tên mày lắm. Con ơi, con thi cho tốt nha. Con làm hoa hậu đi. Con thi. Tao dễ thương. Ngày nào cũng nhắn tin tao. Nhớ con quá, mẹ không ngủ được. Thảo ơi. Không, ba tao chứ, ba tao lộn, ba tao. Ba tao cứ ngày nào cũng, ba nhớ con quá, ba không ngủ được cả đêm luôn. Ba cứ đi lên đi xuống nghe mà. Nửa muốn về mà nửa không muốn về. Đi Đi xa nhớ nhà lắm mày ơi. nhớ nhà. Lúc mày đi thì mày có nhớ nhà không? Có nhớ muốn xỉu lần đầu tiên đi ra nước ngoài của tao mà. Mày gan ghê á. Rồi lúc mà mày xách đồ vali rồi, lúc mày lấy gì sao? Tao tự lấy thôi, tao lấy không hết được, không nổi nữa, tao nhờ nhân viên ngoài đó. Mà cái sân mà sân bay ở bên ta nó cũng hơi sơ sài. Kiểu lúc đó cũng đã có đông người, nhưng mà do mỗi thí sinh đều tự lo lấy đồ ấy, cho nên nó hơi rối. Trời, tao lo tao giữ đồ tao muốn chết. Không, mà ít nhất mày còn biết tiếng Anh nữa. Ừ. Gì? Tao đó, tao body, tao body language. Yeah. Nick. Tao cứ vậy đó. Mày lăn. Vậy Thách Triệu Loan nhai đầu con gấu phía sau. Đây là con heo và đây là con bò. Tao dán tóc lên mặt tao béo quá. Tao sẽ ngồi xa cái Người ta cũng tao ngồi xa ra, mặt tao thật là bự. ngồi xa. Ngá thôi, tao ngồi tao mệt quá. Diễn mệt không? Nên diễn với chị Phương Anh hả? À, Vui. Phương Anh với chị Phương Anh với Đỗ Hà luôn. Ừ, tao thấy như Hà Hà lên Sài Gòn rồi đúng không? Hà rồi, sáng nay nó vào Sài Gòn rồi. Đang diễn gì vậy? Aqua. À, qua chụp hình đó hả? Chụp hình ngoài À, vui không. quá. Hình như là diễn trước cái gì á. Diễn trước để livestream. Thời gian cách ly ở thời gian tập gym thì hiện tại Thảo chưa có quay cái lúc mà tập gym. Qua đây tao ăn hả? Gì Mày trồng hả? từ từ, bị lát bị tắt tiếng rồi mày nói lại. Mày trồng cây chuối hả? Không có, bé hỏi tại sao không tập gym, không đăng clip tập gym. Qua đây hình như là tao tao bị sụt ký chết rồi luôn nè. Luna Cái gì mày bị vậy? Bị lát lát rồi. rồi. Mày bị lát rồi. Gì? Ừ, xong rồi bình thường Mày nói cái gì mà tao nghe mà lên kìa. cái gì Qua đây với mày ạ. cái gì ta lại không nghe nữa rồi. Tao bị sụt ký, qua đây tao bị sụt ký. Ủa thì mày sợ mập chi? Ừ, tao sợ mập, tao không ăn cái tao bị sụt ký. Trời ơi, ngon mày. Ừ, ông Kiệt ông sợ ngửi tao thùng đồ ăn đó, thùng bánh bông lan đó. Ủa tao thấy bên mày, tao toàn đặt pizza ở ngoài ăn mà. Cho nên cái đợt đó là đợt tao mập nhất là 60 cân luôn. Tao đi thi hoa hậu mà tao mập 60 cân.
Yeah, hả? Ừ, tao có nghe Ờ, mọi người tại nói lúc đó là mày bị lên cân. Mày ăn pizza không mà. Rồi. tại nghĩ là tin tao ăn không quen lắm. À, chào anh Huỳnh Hữu Phong, tim châu nước. Ô, chào anh ạ. À. Em chào anh. Có người yêu Luna ở đằng sau kìa. À, anh đâu? Một khoảng trống. Ê mày, bây giờ tao tao giơ tay ra tao hỏi anh đâu mà có ai rời tay tao, là tao tắt like tao đi liền, tao bỏ nhà tao luôn. Thôi đừng có nói mấy cái đó nè. Nhìn cái phòng thì nó hơi bị u ám. Ủa, Anh nói phòng mày có rèm cửa mà. có nhưng ý là nó hơi thiếu đèn á. À, rồi vậy mới dễ ngủ đó. Không, tao sợ ma. Phòng tao có bốn cái gối. Nệm tao có bốn cái gối. Nhưng mà tao ngủ tao có bốn gối vàng hết. Giống tao, một hai ba bốn. Rồi tao để cái bông. Cái bông được tặng á. Để cái bên đầu tao ôm tao ngủ. Tao bật đèn tao ngủ. Tao không dám tắt đèn. Ơi, thôi vậy cho an toàn nha. Mấy tháng trời rồi ai làm món Thảo ơi. Đây Thảo làm sẵn một bộ. Làm bộ ngắn ngắn thôi, nó dài là vừa. Làm ngắn thôi, nó dài là vừa. Ma đằng sau kia không có con ma nào hết. Có con ma trước mặt. Không có con ma nào hết. Đây Mình không có cũng hơi cái gì hơi sợ. Lúc mà tao la lần đầu tiên có mọi người cứ kêu trước khi vô vô nhớ gõ cửa phòng cái kiểu, tao nghe tao hơi ớn. ừ đúng Không vậy rồi. tao gõ mấy cái đó đó. Mày có gõ không vậy? Không, tại tao sợ nó không gõ. Tại sao là phải gõ cửa phòng ba cái mới đi vô? Ủa, thì kiểu là không có người hình thì cái người không có hình thì người ta trong đó người ta sẽ biết là sẽ có người vào. Không, giữa kiểu ta với công ty đều vậy hết. Thôi, không nghe nữa, không nghe nữa, không nghe nữa, ghê quá. Chị Thảo nó là chiến thái kìa. Khạp khuôn khúc khuôn mát mát kha. Bụng rắc Thái Lan nát kha. Thuộc được con cầu à. Tao thuộc được cái thập khuôn kha của mày, tao không biết một cái gì nữa. Khạp khuôn kha. Sao qua đi kha. Lúc đầu á, trước đó là tao đi qua đây 2 lần rồi, tao đi Thái Lan 2 lần rồi, đi 2 lần tao không được thuộc được một câu câu cảm ơn của mày. Trời Tao thật nói thanh thank you, thank you, tao cứ vậy á. Rồi bây giờ tao mới đó, tao mới học được chữ thập khuôn kha rồi sao bà đi kha. Mỗi lần mà gì mày mày gì chừng đó dư dùng rồi. đi đây thôi còn nhiều body language. You and me ủa nhưng mà Việt Nam là gần cuối hả mày? Ủa, Việt Nam cuối năm hình như, ủa năm này Việt Nam Thấy cũng có một cuối. người, hôm nay có một người cuối nữa. Well hả? Không biết có nước cuối nữa. Well, ngay chỗ gần Anh Quốc. Well, đúng rồi. Ừ, mình số 2 thôi à. Ừ, chỉ có số 3. Hôm nay có 63. Hôm nay thấy nhộn nhịp ghê á. Quá trời luôn. Cái gì nhộn nhịp? Là nhiều thí sinh tới rồi hả? Nhiều mà, nhiều thí sinh tới. Còn mấy bé comment dễ thương quá Wow. Tim lên quá trường kìa mày. Tim bạc trắng cái livestream. ha. Nói tiếng Venezuela tao nghe thử coi. Gracias. Cái gì? Cashier. Gracias. Có cái gì vậy ta? Cà sát sữa. Mình nói như tiếng Trung Lại coi. Gracias. 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 Nó kiểu là cảm ơn. Gracias. Oh, thôi, thank you. Tao cứ thank you. Bánh tráng không, anh Phong bỏ bánh tráng. Dịch bệnh đang phức tạp mà hai chị livestream tại sao vậy? Tại sao vậy luôn nè? Sao dịch Nè, bệnh nó đường nha. gì? Nó đây đó, nè, bên này. Đâu nha. Không Mọi được người nha. đừng coi nữa.
Dịch quá. bệnh. Livestream này tôi cũng cười mệt quá Thảo. Luna chửi Thảo đi. Không được đâu em. Luna không chửi chị được đâu. Giờ mà em chửi hai chị thì còn được. Đó. Tao vừa mới nói một câu một nghiệp quật tao rồi. Nói chưa? Hỏi chưa nghe. Bữa giờ nó gớt hoài mày. Nó gớt bây giờ có la tao nghe rè rè luôn rồi đó. Nhớ. Ủa có la tao nghe rè rè luôn rồi. Các Luna nghiệp lấy chung với chị Thảo đi. Đó thấy chưa? Mọi người đang chơi ngươi mày đó. hát chung Ăn ai bánh có nữa à bánh tráng đó. không tao mà về Việt Nam là ngày nào tao cũng update ăn bánh tráng nha Ê mày rủ tao nha mày. không tâm thích của mày thích của bà Phương Anh. Phương Anh Ừ hiền diệu có nữa. Mày thấy chưa, mỗi lần mày nói chuyện nghiệp tao phải kiếm gì tao đè lại cái điện thoại được hộp sữa đây cha. rồi xong rồi cứ nhắc luôn nhìn tao nhau có chân mày mày Có. không Có, rõ mà. Nè mọi người, không được truyền may mắn. Luna không truyền may mắn cho Thảo, Luna chỉ truyền những gì tốt nhất cho Thảo. Nghĩ sao truyền may mắn đi là hoa hậu. Còn Luna chỉ là tóc. Mọi người sao vậy mọi người? Đừng truyền may mắn. thay đối thủ năm nay khá mạnh chưa kịp đọc nó trôi hết rồi hai chị chơi lét đi không em không không Luna not Violet là gì vậy? gu chị ơi trốn cách ly đi chơi đi chị không 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 cái gì chứ cái này là không hai Luna gầy quá kìa. Ừ mày gầy thiệt có luôn. Mày gầy thiệt có. Tao Mày hả? á. Gầy thiệt có. Thôi, nè mày, tao nói mai mày có bịch sữa chứ không là cái điện thoại mày nó lật lần ba rồi đó. Cô kia. Không lấy mày gầy mà. Thôi tao sợ lắm. Sau Tết không có ai gầy ấy. Có khi là nó dồn nén từ chỗ này sang chỗ khác mở. Không biến mất. Hay khi nào tao về mày chỉ được nhảy đi. Nhảy cái điệu mà bố mày múa trên sân khấu mà tao ngồi tao coi đó. Nhớ không? Nè. Ờ, à Được. cái bà Không tóc có già. Đợi mình làm cái tóc rồi. Đâu tao để tao chỉ cho mày. nhìn đẹp ghê. Thử thách tôi nay tẩy trang kìa. Mọi người không có tẩy ở đây hết, giờ tẩy không có ra mặt không. Thôi. Trời, ánh mắt sắc mặt mọc, đôi môi này Luôn. đỏ tiên À, màu mắt màu gì đó màu mắt màu gì đó gì màu mắt màu gì đó tám rồi lát luôn tùa lát rồi mình đó mới bị lát giờ bên Việt Nam trái múi giờ bên Thái Lan 5 phút ủa 5 phút hả mày ừ chợt đến 5 phút tùa. qua đánh đối thủ đi chị thôi em drama quá sẽ có Trời ơi, mọi khác người, đâu phải chương trình truyền hình thực tế. thấy vui mà em bé dễ thương Luna chia sẻ kinh nghiệm năm chị đi thi mà có gì chia sẻ Có nhiều mày. Đặc điểm của tao là để mọi người nhớ đến nhiều và xuất hiện nhiều trong các livestream ấy. Mày để ý đi, cái nào tao thấy cái mặt tao toàn là hiện trên cái livestream mà các nước khác nó chửi luôn á, nó bảo tao giành. Nhưng không, tại vì một khi mà mình kiểu như energetic là mày năng lượng nhiều nè, xong rồi cái mày hay làm, mày hay nói cái kiểu vui vui, mày không biết tiếng Anh cũng được, nhưng mà mày cứ làm mấy cái trò vui vui xong là mà đúng với mày như bình thường mày hay làm, mọi người thấy thích là mọi người tự chỉ camera vào mày luôn, là lúc đó là mày sẽ tự nhiên mày sẽ chiếm được spotlight. Không, tao nói thật á, kiểu là mày có một cái gì đó riêng của mày. Như tao đi đâu tao cũng hát, tao cũng làm mấy cái trò điên khùng với một hai ba cái tên tao không biết tao làm cái gì luôn, nhưng mà tự nhiên mọi người cứ thấy cái đó xong cái mọi người nhớ tới tao.
livestream cứ bảo Việt Nam, go to this, go to this. Xong tôi làm á, cứ làm vậy tôi cũng làm gì đó. Dễ Ủa, kiểu như là tạo nét đó, tao được sao sao phong danh hiệu nữ hoàng tạo nét. Mày ngó những bức ảnh của tao trong Miss Grand International không có cái nào bình thường luôn. thấy dễ thương mà. Kiểu mà cho Phương Anh quay thi ha, cái tao qua cuộc thi của chị Phương Anh ha. Ê, tao nghe nói là thi mít à, không nên nhắc, không nên nhắc. À, tao hiểu rồi. Sao qua sủi ma, sủi ma là đẹp đúng không, sủi ma là đẹp tiếng Thái đúng không, sủi Tuổi ma. gì, Tuổi ma. tuẩn ma hả, Tuổi ma tuẩn tao ma nghe nói vậy nó kiểu mà nó hơi một xíu là tuổi ma. sủi ma. Ờ sủi ma, sủi ma. Ồ lúc mà mày thi á, mày có gặp Mr. Nawaz nhiều không? Cũng được được nhưng mà gặp và gần gũi mà nhiều nhất là sau mấy cái buổi mà tập trên sân khấu rehearsal với lại cái bữa mà interview Q&A nói chuyện ấy. Ủa, có phần thi riêng nữa hả? Là kiểu một cái phòng mà mình vô rồi bạn nhắm. Với ba người đó xong rồi ta còn hát người yêu ơi đó, từ tao hát vậy luôn mày, xong ta được lên story của Mr. Nawaz luôn. Hỏi gì nói hỏi gì? Thì hỏi kiểu là thì hỏi thông tin cá nhân xong rồi với cả là ví dụ người ta sẽ hỏi mày là hỏi cái năm mà của tao ấy thì sao, hỏi là trong các đại diện các nước thì mày nghĩ ai sẽ là hoa hậu. Ban đầu tao bảo đương nhiên là tao rồi, xong rồi mọi người nói ngoài tao ra thì còn ai nữa, thì tao bảo chị Mexico. Mexico năm đó Chị mẹ Mexico. mà. Tiểu ma là khen đẹp gái, còn lò ma đẹp trai hả? Lò ma Ui, mày nói nhẹ từ đó thôi mày. cái gì, cái gì, cái gì thiên cường Nghe hỏi mày thì tao sủi ma tuổi ma. đi hả, mới quen chưa có gì gọi là bốc phốt nhau hết á, chắc phải hơn một xíu nữa mới bốc phốt nhau được. Mày có Từ gì bốc từ. phốt không? Tao tao cũng không biết nữa. Tao không không buồn bóc phốt mày. Sử dụng thông dịch viên. Em mày năm của mày có ai sử dụng thông dịch viên không? Không. Wow. Hả? Ý là mày hỏi tao hả? Ừ, năm của mày á. Tao tao không dùng nhưng mà các nước khác thì thường là kiểu như không hiểu. Có mấy cái nước mà xem ngôn ngữ, ví dụ như một vùng thì người ta sẽ dùng tiếng Pháp, rồi một vùng thì dùng tiếng Trung Quốc, ví dụ như Đài Loan với Trung Quốc ấy, thì hồi đó là Đài Loan sẽ phiên dịch lại cho Trung Quốc kiểu vậy, cho nên là dịch qua dịch lại cho nhau chứ không có phiên dịch viên. Thông dịch viên Có nước nào sử dụng tiếng Việt không ta? mày nữa, có Nam mới dùng tiếng Việt thôi, mày hỏi vậy tao cũng không biết luôn. Thì cũng rất là amazing, amazing nhá. Sao mà học tiếng Việt hết ta? Hôm nay chị ăn gì vậy? Hôm nay chị ăn cơm và bánh xì nắp. Mày ăn cơm xong mày ăn năn hối lỗi đi nha con. Mày mày mập đó. Hôm nay tao nhắn tin bên khách sạn á, tao kêu là hôm tao ta nói cứ tiếng Anh bập bẹ rồi, bập bẹ là kêu là có thể là hôm nay buổi trưa với buổi tối có thể mang cho tao hai cái trứng với trái cây thôi, đừng có mang gì hết cho tao nữa thì ăn không có hết. Cái người ta nghe sao á, buổi trưa người ta không mang, buổi tối người ta mang trái cây và hai hộp bánh, hai hộp bánh ngọt đó má. Trời ơi, trái cây rồi còn bánh ngọt, chắc tao chết, chắc tao chết. Hai hộp bánh ngọt nha, hơi bị ngon mà tao nhớ mà. Nhưng mà Đúng chuyển gì á, tao đi, chuyển cho tao. ngọt lắm. Bánh lăng, kiểu bánh lăng á mày, nhưng mà có chè đậu đen ở trên. Chè đậu đen hả mày? Ừ, tao thấy chị giống chè đậu đen. Chè đậu đen bánh lăng vị matcha, thêm chè đậu đen ở trên. Ừ, tao không biết.
Thôi mày để dành đó mày mang về cho tao. Còn không là mày đăng qua đi, tao hứa là tao sẽ bay qua đó con ấy mày mà. Cách Đợt ly em 21. về rồi đó, thúi luôn rồi đó. Để mang về thúi luôn rồi, không ở được luôn rồi đó. Không còn nhận dạng ra được cái hộp hộp gì luôn á. Đây mà cách ly á mày. Tính ra cũng hơi chán. Chán hả? Ừ. Cũng có mọi người nói chuyện vui. Mà lâu lâu ngồi cái nhìn lại mình ở văn phòng của mình. Ủa, buồn. Mà mày Ừ. ra ngoài nữa, phải trong phòng thôi. Tao đâu dám ra ngoài đâu. Ừ. Bên đây cũng cách ly ghê lắm á. Lúc mà gõ cửa bính bon á, bính bon nghe lấy cơm, tao đập cho chạy ra, bịt khẩu trang chạy ra tao mở cửa, tao đứng xa. Hello. Ủa? Ủa Thảo Yeah. phải không? Hello. Ủa, nhìn Ủa quen mày? quá. Miss Trend 2019 đúng không? Đúng Ủa không? mày là biết Oh mày my god. Luna Klein đúng không? Trời ơi, nhìn quen quen bỗng nhớ ai hết. Sao mặt tao trắng quá ta? ở trong phòng hoài mày trắng à? Nay da tao trắng lắm nhìn Ừ, mà lem bạn nè. em. Thôi, bye bye mọi người nha. Luna mới về. Giờ cho Luna nghỉ ngơi nè. Bye bye mọi người. Mọi người. Thảo sẽ tiếp tục cáp kèo với Luna. Nhưng mà Luna đồng ý hay không Thảo không biết. Nên mọi người hãy inbox và hỏi Luna nha. Bye bye mọi người.